Ok, xin mời sĩ nhất. Trời ơi, mấy ngày nay tôi tức chưa lắm rồi. Thế, có lẽ là giờ nói chuyện cà lâm. Tức chưa lắm. Mà bữa nay nghe cái nghe nghe cái này cái bắt đầu là so sánh. Cái là mình so sánh thôi. Mà thôi trước khi mà nói chuyện thì chào tôi phóng viên Thuận Sĩ Nhất, xin chào phóng viên Thơ Quang quê lụa. Và chào bà con theo dõi cầu truyền hình của thành thành phố Hồ Chí Minh nha. Thì, trở lại vấn đề mà tôi muốn nói đó, thì bây giờ tôi nói trở lại cái vấn đề, tôi nói sơ qua cái giờ nói trở lại cái vấn đề của cái ông Mỹ. Thì bây giờ chúng ta so sánh, hồi nãy các bạn đã so sánh của cái ông cái thằng 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 đó không xứng đáng đi, cái bằng ông bằng thầy bằng Ngô Bảo Châu và một số người khác cũng có tâm tiếng ở nước ngoài, cũng có chút danh vọng ở nước ngoài, vì cứ chỏ mỏ chửi về Việt Nam. À, giống như nãy giờ tôi cà lăm dữ lắm rồi nha các bạn, tôi tức tôi cà lăm. Dạ, mới gần đây tôi mới lướt qua cái trên Facebook, tôi thấy thằng Nguyễn Văn Đài nó livestream, nó nói qua một cái, tôi lướt qua một cái tôi nghe nó nói là thôi tôi không nghe nữa. Nhưng mà cái tiêu đề của cái clip đó, nó nói là ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nói chung là chính phủ và nhà nước Việt Nam mình, nhà nước thì đại diện cho nhà nước thì có ông Nguyễn Xuân Phúc, còn đại diện cho chính phủ thì có Thủ tướng Phạm Minh Chính. Nó nói hai vị này đi ra nước ngoài ăn mày, các bạn thấy không? Một cái thằng, tôi dùng cái từ nó là đúng là một thằng súc vật chứ không phải là con người nữa. Nó quên đi cội nguồn của nó được đào tạo từ Việt Nam. Hôm nay các chúng ta nói nhiều về nó rồi, nó đào tạo từ Việt Nam, nó sinh ra lớn lên trong cái thuyết vô thường là sinh trụ dị diệt á, nó sinh ra nó trưởng thành nha, rồi biến đổi. Mà bây giờ nó không biến đổi về thể xác, nó chưa già đi mà nó biến đổi về tư tưởng đó, cho nên mới bị là nhà nước mình bỏ tù rồi ra nước ngoài, rồi bây giờ nó quay trở lại nó trả ơn bằng cách chẳng những nó không mang ơn, nó sống lên là lên bằng cái gì, trong cái thuyết vô thường sinh trụ dị diệt đó, nó thì nó lớn lớn lên bằng cái gì, trụ là trưởng thành đó, thì nó lớn lên bằng cái gì, nó nhờ ai mà nó trưởng thành, nếu nói là cha mẹ nó nha, nếu nói là cha mẹ nó nuôi nó. Nhưng mà nếu cha chỉ có cha mẹ nó không thì bây giờ bao nhiêu thứ mà nó cần ai cung cấp, thì đó là một cái ơn mà tại sao nó không nhớ. Nó quay trở lại bây giờ ông Phạm Minh Chính ông đi ra nước ngoài, tôi cho trong cái thời gian vừa qua nó cũng đã từng chửi cái vụ Covid, đi qua xin đi giao dịch đi ngoại giao mà cô vaccine Covid á, ngoại giao vaccine á, thì nó cũng đã chửi, nó chửi thẳng luôn, nó gọi bằng thằng luôn là những thằng đi ăn mày mới quay, cái thằng đi vừa vừa đi ăn mày mới quay nó về xuống Tân Sơn Nhất, khi mà mình chụp hình có mấy vị lãnh đạo mình á, mấy vị lãnh đạo mình xuống sân bay Nội Bài, thì nó nói là thằng ăn mày vừa xuống sân bay, đi ăn mày vừa xuống sân bay, nó nói cái kiểu đó. Thì tôi thấy cái thằng này nó không phải là con người nữa, nếu mà tôi dùng nó súc vật cũng không đáng, là mình sỉ nhục súc súc vật quá. Có những con vật nó vẫn còn mang ơn, như tôi nói như con chó hay con mèo hay là con gà, nếu mà mình cho nó ăn nha, đôi khi nó còn bày tỏ cái tình cảm đối với người mà nuôi nó cho nó ăn. Còn đằng này thằng này dẹp luôn, không cần, không còn nhớ với ai nữa, nó còn thua cái loài súc vật nữa. Nó chửi lãnh đạo, nó nói cái câu đó, các bạn thấy nghe nghe mà lộn tiếng không? Máu sặn hậu có bao nhiêu nó lên hết, nó lên một lượt. Nó chửi lãnh đạo mình. Trong khi những người mà họ đi xa xứ bây giờ họ quay trở về Việt Nam, họ báo họ đền ơn đáp nghĩa bằng cách họ tạo công ăn việc làm cho bao nhiêu Mỹ, đó cũng là cách tạo công ăn việc làm, đó cũng là cách báo ơn. Theo quan niệm của tôi nghĩ suy nghĩ các bạn, tôi nói quan niệm nha, quan niệm là suy nghĩ, quan điểm là cái cách nhìn, quan niệm là cái cách suy nghĩ, quan điểm là cái cách nhìn, đây tôi nói là quan niệm, là cái cách suy nghĩ, là cái suy nghĩ của tôi, đó là một cách báo ơn của một con người chân chính, một người Việt Nam chân chính, trân trọng lắm. Nhưng ngược lại của những thằng nó mang ơn ở đây, nó đi ra nước ngoài bây giờ nó trở lại nó chửi là đất nước Việt Nam, nó chửi dân dân Việt Nam, nó chửi lãnh đạo Việt Nam.
có đáng là con người không? Nó còn thua súc vật nữa. Bây giờ nó nói mình đi kêu gọi, mình đi qua mình kêu gọi đầu tư. Bây giờ đầu tư có lợi cho Việt Nam hay không là có lợi. Bây giờ các bạn thử thấy các doanh nghiệp của nước ngoài nó vô đầu tư Việt Nam, cho Việt Nam, thì bây giờ cái lợi đầu tiên là cái gì? Giải quyết được cái công ăn việc làm. Đầu tiên là giải quyết được công ăn việc làm trong nước đã. Cái thứ hai là nhà nước có ngân sách. Ngân sách, nếu mà nước ngoài đầu tư vô nhiều thì ngân sách sẽ càng tăng trưởng. Bởi vì sao? Thứ nhất là anh thu thuế. Đầu tiên là anh thu thuế cái nhập khẩu nguyên vật liệu từ nước ngoài rồi nhập vô, anh thu thuế. Nha, anh thu thuế xong rồi bây giờ anh xuất khẩu, anh chuẩn thu thuế. Được hai cái thuế rồi. Thuế xuất và nhập khẩu, bởi vì nguyên liệu mình không có thì nó phải nhập nước ngoài, hoặc linh kiện thế này thế nọ thì hãy nhập vô thu thuế. À, rồi là thành phẩm sản xuất, thành làm thành phẩm xong xuất ra nước ngoài, tôi thu thuế xuất khẩu. Đó thì hai ba cái lợi, tôi chưa nói những chuyện khác nữa, tôi nói chỉ cái đó thôi. Cái ngân sách nhà nước sẽ thu được ngân sách, mà chỉ thu qua xuất nhập khẩu mới được nhiều thôi. Chứ còn bây giờ hiện tại Việt Nam chúng ta thấy nè, ba cái doanh nghiệp nhỏ nhỏ, không xin lỗi, ba cái doanh nghiệp nhỏ vẫn còn thu, nhưng mà tôi nói ba cái hộ kinh doanh nhỏ nhỏ nè, ba cái môn bài hàng năm vậy đó, đóng có vài trăm ngàn, một cái triệu bạc, có đáng gì đâu, phải không? Cái đó là thu được bao nhiêu. Rồi bây giờ thuế nông nghiệp nhà nước ban đầu miễn 10 năm, bây giờ tiếp tục miễn 10 năm nữa, tôi không biết thì còn miễn hay không nữa. Việc làm ăn mua bán của bà con, đặc biệt là cái hàng nông sản, theo như cái nghị định 41 về hàng nông sản là nhà nước miễn thuế hoàn toàn, miễn thuế hoàn toàn. Vì vậy là trong lĩnh vực nông nghiệp là thấy các bạn thấy là nhà nước là coi như ưu ái đối với các ngành nông nghiệp, các thành phần trong các ngành kinh tế, trong cái thành phần các ngành nghề trong cái ngành nông nghiệp. Rồi còn đối với các bà con tiểu thương mình, nhà nước cũng mắt nhắm mắt mở để tạo điều kiện cho bà con mình phát triển. Có thu thuế gì đâu, tôi hỏi một năm mà nếu như đóng môn bài một vài trăm ngàn đồng bạc thì có nghĩa lý gì? Nhưng mà chủ yếu là thu cái ba cái xuất nhập khẩu thôi, cái đó mới lớn. Đặc biệt là ba cái hàng mà tôi gọi là hàng sản xuất phẩm đó. Nó không có đáp ứng thiết thực cho đời sống của người dân Việt Nam đó. Dành cho những người thượng lưu giàu có thì nhà nước ngoài cái thuế nhập khẩu ra còn đánh thuế tiêu thụ đặc biệt, có khi lên tới 200-300%. Thì cái đó là cái lợi thu cho ngân sách để chi, để đầu tư là cơ sở hạ tầng, để chi cho hoạt động của chính phủ, chi cho giáo dục, chi cho y tế, chi cho quốc phòng. Mà bây giờ nó nổi mở miệng ra mình kêu gọi đầu tư, nó nói mình qua đi ăn mày, các bạn chửi được không? Theo tôi chửi được không? Tôi gặp thằng chó đẻ này, tôi nói thiệt, không, nó không phải chó đẻ nữa. Con chó nó có nghĩa lắm, nó có gì đẻ, con chó nó có nghĩa, nó sống có nghĩa lắm. Cái gì đẻ ra nó, tôi gặp nó chắc nó chết sao. Tôi mặc dầu là tôi bây giờ già rồi, gần 70 rồi, nhưng mà tôi thiệt, nằm dưới tôi cũng phun nước miếng lên mặt nó nữa, tôi nóng vậy đó. Các bạn thấy tức không? So với ông Mỹ với thằng này nó ra là cái gì? Rồi cái vụ Ngô Bảo Châu thì thôi tượng trước nay mình không nói. Mà không phải là một mình nó đâu, mà cả một bè nó vô nó hùa theo nó chửi. Tôi mới coi hồi chiều, làm mệt vô xong rồi mở 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 điện thoại ra coi, mở Facebook ra coi, mà thấy đó, nóng lắm. Không biết các bạn nghĩ sao, không biết các bạn có đồng cái suy nghĩ của tôi không, có quan điểm với tôi không, chứ tôi thấy là tôi nóng vậy lắm. Tôi tức nãy giờ tôi cà lâm, tôi nói không còn suôn sẻ gì nữa hết. Một cái điều mà người ta gọi là vô ơn, một kẻ vô ơn thì không còn là con người nữa, nó thua súc vật nữa. Mà không phải thằng Nguyễn Văn Đài vô ơn, mà rất nhiều thằng vô ơn, thậm chí trong nước này vẫn vô ơn. Nó sống lên ở nhà đâu? Nó nhờ cái xã hội này, nhờ những con người gì ở trong quốc gia này nè.
Nếu như người ta không cung cấp cho nó những dục giờ vật dụng cần thiết, lương thực cần thiết, thực phẩm cần thiết, thì làm sao nó lớn lên? Nhưng mà nó nói là nó cho là nó không nhờ ai hết. Tôi nói một cái chuyện này là tôi tức. Mà không lẽ tôi đập lộn xong rồi tôi điện công an trước rồi tôi đập lộn, tôi đổ cây xăng, tôi đổ xăng gần sát bên chỗ công an thành phố Mỹ Tho, giá xăng nó trồi sụt hoài. Tôi mới mình đổ xăng mà mình than, nó trời giá xăng trồi sụt hoài trời, kiểu này vậy khó điều chỉnh dữ à. Rồi giá cả nó cũng ảnh hưởng biến động theo mà theo không kịp luôn giá xăng. Cái thằng bán xăng nó còn trẻ thôi, mà cái cây xăng đó là của chủ của nó, là bạn của tôi, thằng đó chỉ làm thuê thôi. Nó chửi thề nó đủ mẹ, tại cộng sản nó là nhìn nó điều hành đất nước nó như vậy đó. Tôi nổi máu lên rồi nha, tôi sừng cò lên, chú nói sao? Nó còn trẻ mà, tôi nói chú nói sao? Cộng sản nào đều điều hành cái kiểu này, giá xăng của thế giới á nó tăng thì ở đây mình cũng phải tăng, nó giảm mình giảm, cộng sản nào điều hành ba cái xăng? Tôi nổi máu lên rồi nha, bắt đầu tính gọi điện thoại công an rồi, nhà vô quấn lộn á. Nhưng mà con nhỏ mà chủ cái xăng đó là bạn của học của tôi hồi xưa, nó lại nó nhướng nhướng mắt nó thôi, chứ là tôi nóng lắm đó bạn, các bạn thấy không, nó thù hằn gì đâu mà nó thù hằn truyền kiếp từ thời cha nó giờ tới nó, là những thằng tay sai bán nước bây giờ nó cứ nghĩ là cộng sản là xấu. Cộng sản xấu có người, mà những người đó không phải là cộng sản. Tôi lại nói nhớ là một cái câu chuyện những người đó không phải là cộng sản thì lại cái thằng mà cạo đầu nó nói là ông thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn nói với nó là nên xin viết đơn xin vào đảng, là một cái. Thứ hai là nhận định nó là một đảng viên chân chính ngoài đảng. Các bạn thấy cái câu đó rất là bậy bạ, câu đó sao, có phải là ngu không? Cái thứ nhất, ông Nguyễn Thanh Sơn nào mà ngu mà bảo là nó viết đơn xin vào đảng, đặc biệt đó không phải là công dân Việt Nam. Cái thứ hai, anh có thể là một người cộng, anh có thể không phải là một đảng viên, nhưng con người anh, suy nghĩ anh, tư tưởng anh là một người cộng sản, hành vi của anh là của một người cộng sản, thì đó là được, thì đó là đúng. Nhưng anh nói anh là một đảng viên chân chính ngoài đảng là một câu nói hoàn rất mâu thuẫn rất lớn. Mâu thuẫn rất lớn, một câu nói rất ư là bậy bạ. Vậy mà nó cũng có thằng đầu trọc, thằng cạo đầu nó cũng nói. Nó cũng nói được, nó mượn danh của người này người nọ để nó tâng bốc nó lên. Bây giờ nó về đây, nó hết dựa người này, nó hết dựa người kia, để nó làm những cái điều mà chúng ta tự tưởng trước. Nó đi kiếm. Hả? Nó đi kiếm những cái bờ vai đó. Nó kiếm những bờ vai. Mong manh nó vỡ. Đúng không? Các bạn thấy không? Nó về, nó cũng đã thọ ơn của đất nước Việt Nam này 13 năm. Dân dân Việt Nam này 13 năm. Nó thọ ơn được 13 năm. Nó chịu cái ơn đó. Nó mang cái ơn đó. Mà nó không tìm cách nó trả. 13 năm đó nếu như không có người dân Việt Nam, nhân dân Việt Nam, đất nước Việt Nam này, làm sao nó sống được 13 năm? Thế mà nó không nghĩ tới, nó tìm cách phá. Đó, tôi nói đơn giản, tôi chỉ cái thằng đó đó. Đó, rồi còn những người trong nước này cứ tìm cách hết nói thế này, nói thế nọ, chống phá đủ thứ chuyện, mà trong khi từ một cái chỗ không có gạo mà ăn, không có quần áo mà mặc, giặc Nam giặc Bắc, người dân đói khổ, bây giờ sống sung sướng, sáng là cà phê, hủ tiếu, phở, cũng chưa vô bụng nữa. Tôi không hiểu là muốn cái gì đây. Không biết không muốn cái gì đây. Mở miệng ra thì cứ đòi cái này, đòi cái nọ, đòi đa đảng, đa nguyên, mà hỏi cho biết cái cương lĩnh đi, tao theo. Được không được? Thậm chí trong nước, có một lần mai không, tôi cho nguyên cái bình nước nóng vô mặt, cũng có vụ đa nguyên, đa đảng thật. Kiểu vô ơn, đất nước Việt Nam không có đảng cộng sản thì thử hỏi tới giờ này cũng còn như 14 nước của châu Phi vẫn còn lệ thuộc hàng Pháp, hoặc là không có đảng cộng sản thì đất nước tới giờ này cũng như Nam Bắc của Triều Tiên,
khổ không? Bà con dòng họ anh em ruột thịt nhớ nhau mà không biết làm sao tìm nhau. Rồi anh em cầm súng bắn nhau, bởi vì mỗi bên là hai chế độ khác nhau thì cầm súng bắn nhau. Trong khi đó chúng, những người dân là những người nạn dân, chúng ta là những người đó trong cuộc đó bị người khác điều khiển, nhìn mà không biết, nhìn mà không thấy, thấy nhưng mà lại giả đuôi.